Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube của tất cả các anh em. Một cái động thái khá là mới khi mà sáng hôm nay chị Ni, thành ra cá nhân của chị cũng đã đăng một cái dòng trạng thái rất là ngắn luôn anh. Nhưng mà cái này là nó ngắn nhưng mà nó rất là thâm thúy luôn. Chị nói là sự thật thì là nhân quả, quả báo thì là nhãn tiền, quả báo thì trả liền. Tự nhiên bây giờ là rõ ràng thấy chị Ni nói rất là ít mà làm nhiều, nói ít làm nhiều ha. Bây giờ không phải đi đấu võ mồm nữa. Và cũng có một cái động thái khá là mới của con Lê Lan quý vị. Nhiều người ta đào lại cái sơ tút trước khi mà cô ta nói là rời cái drama này. Thì người ta nói là xin lỗi Hồng Loan và chào tạm biệt. Dù hai chị em mình không còn duyên với nhau nhưng chị mong em luôn thành công. Chị tin em là con của thần tượng, con ruột hợp pháp và tất cả những gì sẽ thuộc về của em. Em đừng có lo lắng nha. Còn bà Ni thì tôi có duyên gặp gỡ bà và rất là ngưỡng mộ. Cảm ơn vì đã được gặp gỡ và chúc bà luôn thành công. Có thể nói là khán giả người ta cũng đào lại những cái phát ngôn của cô này. Sau khi mà thời gian ở đây thì rõ ràng anh thấy những cái động thái, những hành động của ta là hoàn toàn trái ngược. Đó, lên cứ thế nói là bây giờ gọi Hồng Loan về là con vô ơn. Rồi nó nói là con Ni Ma Cô rồi này kia với một cái giọng điệu gọi như là cảm thấy vui sướng nhưng mà Ni gặp biến tại Malaysia. Thì hôm nay mình cũng có dịp được trao đổi với anh Minh Nguyên. Anh sẽ chia sẻ những cái nhìn nhận, góc nhìn của ảnh khi mà cũng là một người tham gia cái drama tại nhà chị Hồng Loan khá lâu rồi. Xin mời Minh Nguyên chia sẻ cái quan điểm suy nghĩ của mình. Rồi xin chào tất cả mọi người ha. Thì chia sẻ với tất cả mọi người những cái thông tin mới nhất sau khi mà 2 ngày rồi chị Ni là đã xuất hiện. Và hiện tại bây giờ thì những cái kẻ mà lên xuyên tạc và coi như là dựng chuyện nói xấu chị Ni trong suốt thời gian vắng bóng trên mạng á, thì bây giờ chị Ni không nói, ít nói hơn lúc trước, ít có lên livestream hơn lúc trước. Thì báo cho mọi người biết là hiện tại bây giờ đó thì chị Ni đang làm một số cái vấn đề để giải quyết cái đám tụi nó đó. Thì bây giờ không thể nào mà coi như là bây giờ cũng là gần tới cái con đường cuối cùng rồi đó. Thì chị Ni sẽ là coi như là làm việc với là từng em một, nhất là thám tử đó, và thêm một số cái cá nhân mà trong thời gian qua thì đã lên để mà xúc phạm tới cái nhân phẩm của cá nhân Hồng Loan và chị Ni đó. Thì bây giờ đó mình cũng là chờ tới cái ngày ra tòa, nhưng mà trước mắt là mình phải làm việc với mấy cái kẻ này đó. Rồi tiếp theo nữa cái từ ta tút mà nãy em mới vừa đọc á, đó là sự ta tút là đào lại để chi để nhắc lại những cái kẻ nào mà ngày xưa là cũng là thấy con người ta hot, thấy con người ta nổi tiếng rồi bắt đầu bay vô để là coi như là PR cho bản thân của mình. Sau đó thì coi như là quay lưng lặt mặt rồi lên mạng là coi như là cười hả hê. Thì chị Ni rất là nói đúng, nhân quả thì hiện tiền đó, nó sẽ là coi như là nhận lấy ngay luôn, không có thể nào mà để lâu được. Cho gọi là nhân quả hiện tiền. Và cái đó, những cái dòng status đó rất là ngắn, cho thấy rằng chị Ni là bây giờ là có những cái bước đi rất là hay. À, những cái bước đi rất là hay mà tụi nó thì phải khiếp sợ luôn. Dạ. Khi mà chị Ni xuất hiện á thì cái đám tụi này á nó rất là lo sợ. Tại vì là coi như là chị Ni đã là có những cái bằng chứng, có những cái chứng cứ để đưa tụi nó đi xa, nhất là thám tử. Rồi kế đến về cái vấn đề của chị Loan á thì chắc chắn là cũng có lực xuống rồi. Mọi người cứ yên tâm đi, bây giờ thì tụi nó lên thì nó có nhiều anh chị nói là tại sao mà nó vẫn lên nó mạnh mồm vậy. Thì thật sự mà nói thì nếu mà nó không mạnh mồm thì nó lấy cái gì mà nó cho vô mồm. Tại vì cái nghề của nó là cái nghề đi nói dốc, nói láo, bịa chuyện đó, để mà kiếm sống trên mạng xã hội thì lấy gì mà nó không lên. Nhưng mà ở đây á, mọi người thấy rằng là những cái thủ đoạn nó đều thất bại hết. Anh chị thấy từ đầu tới cuối không? Nó tìm cách này, tìm cách kia, tìm đủ mọi cách nhưng mà không bao giờ hại được chị Loan với chị Ni. Cái mưu đồ của nó hại chị Ni là từ lâu rồi, chứ không phải mới đây anh chị. Đó, nhưng mà khi mà nó là khi mà nó đã là tới cái thời điểm này á, khi mà nó không hại được, người ta nói rằng á, khi mà mày hại tao không tiêu á, là coi như là mày tiêu. Đó, cho nên là mọi người cứ chờ đợi. Bây giờ cũng không có lâu đâu thì tụi nó sẽ trả giá.
rất là nhanh. Dạ. Còn cái động thái về khi mà khán giả người ta đào đào lại cái status của cái cô Bông Hậu á, cô nói là cô xin rút lui drama này. Rõ ràng cái cô này là cái cô gọi người ta gọi là hoa hậu mở hổ, cô ta cũng gọi như là hai mặt hai lời đó anh, nói một đằng mà làm một nẻo, nó rõ ràng là những cái lời nói của cô ta trên trên cộng đồng mạng là rất là hoa mỹ, nhưng mà những cái việc làm của ta là hoàn toàn là đi ngược hết. Và anh nhận đánh giá như thế nào về cái con người này, liệu có xứng đáng là một con người mà người ta gọi là Bông Hậu này kia, rồi cái song kiếm hợp bích với cái thằng nghệ sĩ ưu tối kia, thì anh thấy như thế nào? À thì nói về cái cặp đôi này thì mình đặt cho cái cặp đôi là hứa hẹn hứa không à. À hứa thật nhiều nhưng mà bất cứ thì cũng thật nhiều, cái điều đó nó rõ ràng và không có cái gì mà gọi là bất ngờ hết đó mọi người. Tại vì cái bộ mặt của hai cái người này á là trong rất nhiều câu chuyện rồi. Về cái cô mà hoa hệ á thì mọi người thấy rằng là tất cả những cái câu chuyện mà hot trên mạng là đều có mặt của cô này, để chi, để PR đánh bóng tên tuổi của mình. Và thời điểm hiện tại bây giờ là mọi người thấy là qua cái sự việc mà của cái khứa đó thì cái khứa chồng á, thì mọi người thấy là lên ủng hộ á, quay lưng đặt mặt để mà ủng hộ cho phía bên kia. Và phía bên kia đó thì họ từ chối thẳng thừng luôn, không có ai mà chấp nhận một cái kẻ hai mặt đó mà đi là coi như là tự xưng là quay trở lại giúp đỡ. Trước đó thì coi như là chửi người ta tâm bành té bẹ luôn, bây giờ quay sang giúp đỡ người ta. Thì đặt trường hợp mọi người đây, mọi người có nhận lời không? Đúng không? Người ta nói là nhân nhượng với kẻ thù là coi như là tự sát. Vậy thôi. Những cái kẻ hai mặt thì nó không bao giờ nó có cái gì mà gọi là niềm tin với mình nữa. Nó là thật sự như vậy. Còn bây giờ tụi nó thật sự bây giờ chẳng qua là nó lên mạng thì nó thôi thớp trên mạng thôi, để nó kiếm sống. Là bây giờ nếu như mà nó không lên mạng á thì nó lấy cái gì nó bỏ trong mồm. Cho nên á là coi như bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng được, đúng không? Quẹo ở đâu là cũng bị khóa rồi, khóa đầu khóa đuôi á, nó không có chạy được đâu hết á, chạy đâu cho thoát. Dạ thì cái cô này thì nói chung là mấy anh em mình cũng biết cô này là cũng là một cái nhân vật người ta gọi là bú frame đấy. Có cái nhân vật nào mà hot trên mạng là cô ta bú frame để quảng cáo, như anh biết không, quảng cáo cái nha khoa cho cô đấy. Cô này cũng không tốt lành gì đâu. Ở trước đó là nghe nói là cũng có nhiều người là những cái vụ trước là đi đòi là hàm răng của người ta, thật sự đi làm từ thiện giúp người ta xong bây giờ răng người ta đã gắn mà rồi bây giờ đi đòi nữa, thì anh thử nghĩ cái cô này cái nhân cách của cô đặt ở đâu đó. Thực sự là cô làm là vì cái mục đích là cô PR cho cái thương hiệu của mình. Và cô ta còn mạnh miệng nói là bình thường một ngày á cô làm 1 tỷ, rồi mà từ lúc mà lên mà tham gia drama này bị chửi bới này thì một ngày 3 tỷ. Anh thấy ghê không? Nó thấy, bởi vậy cái thằng u tối nó bây giờ nó đâu cần đi hát đâu, để nhà nó rửa chim, nó xúc bình sữa cho nó là nó đủ sống. Anh thấy nó ngạo mạn ha. Nói như thế này nè, không có cái người nào mà nổi tiếng mà đi lên xã hội mạng xã hội mà đi tham gia vào mấy drama này, tôi bảo đảm luôn. Cái người ta đó là cái người thật việc thật đó, không bao giờ ta làm vậy đó. Bây giờ đó mọi người á đừng có bận tâm vào những cái thành phần này, đừng có nghe vào những gì nó nói và hãy nhìn vào những gì nó làm á. Nó nói nhiều mà nó không làm được cái gì đó. Dạ. Đúng không? Nói xong mà nuốt lời hứa, giống như là cái hàng ở bên Hoàng Huấn á, nó lên nó nói rằng chị Ni xuất hiện nó sẽ xóa kênh. Dạ. À, sẽ quỳ lại chị Ni, mà bây giờ nó có thực hiện đâu, nó chối. Dạ. Thì hiểu rồi đúng không? Thì Hoàng Huấn này là coi như là đệ tử của nhỏ này. Mấy thằng này thì nói chung là nó làm mục đích nó câu view câu like thôi, nó nói mà đâu dám làm, nó cũng là đâu cái đáng mặt quân tử đúng không anh? Đúng rồi, nói người ta quân tử là nói người ta phải dám làm đó, còn mình hứa là mình phải giữ lời. Dạ. Đó hay đó, nói là làm, hứa là phải giữ lời, đúng không? Còn bây giờ đó, hết lần này đến lần khác nhiều lần rồi, cái bản mặt của tụi nó bây giờ nó dày lắm rồi, bây giờ không thể nào dày hơn nữa. Bây giờ lên mạng xã hội bây giờ nói ai tin, lúc thì nói là dày, lúc thì nói là khác, nó ngược không à. Chuyện không thì nói có, chuyện có thì nói không. Bây giờ nè, bây giờ thời gian sắp tới là nó sẽ lái ra cái chuyện của chị Loan cho coi nè, bảo đảm luôn. Nó sẽ nói à, và lôi mấy chuyện cũ là nào là ADN, nào là con ruột, con nuôi, có vậy thôi à, nó cứ lên sào tới sào luôn vậy à. À thì bây giờ nói chung là trước cái ngày ra tòa trong cái tháng 9 này thì
tụi nó nói chung là chả còn cái lý cái chuyện gì nó nói, suốt ngày cái nó ADN, thực sự câu chuyện đó nó cũ rích rồi. Bây giờ là đúng bên rồi. Cơ quan chức năng người ta cũng đâu có yêu cầu là ADN đâu. ADN á, khi nào là ví dụ như trong gia đình vợ chồng người ta không tin tưởng nhau á, thì cha con người ta mới đi xét nghiệm. Còn ở đây là vai vế là người người chú người cô làm cái gì có quyền lắc, chị Hồng Loan có đi xét nghiệm ADN. Cái bài của nó nói với em á là nó xào tới xào lui vậy hoài à. Đó cứ là ruột nuôi mà trong cái câu chuyện này có liên quan gì ruột nuôi. Dạ. Bây giờ mày kêu ta đi thử ADN, mày thử trước đi. Dạ. Đó, bây giờ tụi nó là cứ lấy những chuyện cũ, tại vì đâu có cái lý lẽ gì nữa đâu. Nói chung á là đi lên trên mạng á, nói qua nói lại thì cũng kiếm tiền, nhưng mà mình nói là phải có cái lý. Mình cãi á, mình phản biện á là phải phản biện cho đúng. Phản biện cho đúng thì mình mới thuyết phục được người ta chứ. Dạ. Còn này tụi nó nói ngang ba làng nó không lại, mà bây giờ sao giờ? Bây giờ tụi nó là đội quần rồi mà nó không chịu. Rõ ràng không, chuyện đi xuất hiện là đội quần rồi đó mà không chịu. Nó nói là nó là đúng. Nó dạ. Là coi như là uy tín này kia nọ, thấy không? Thì đám này thì chẳng qua là nó dắt mũi cái đàn bò bên kia thôi. Tụi nó là vì cũng mục đích là câu like câu view thôi, chứ còn những cái thông tin tụi nó dẫn dắt toàn là sai, đâu có đúng sự thật. Qua đó là anh em mình lên là mình vạch mặt tụi nó ra để cho cái người xem người ta có cái nhìn nhận, hiểu không? Để người xem người ta bị nó dắt mũi lên nó lùa gà. Những cái gì mà anh em nói ra là mọi người thấy có không? Nói là phải có, ví dụ chuyện đi xuất hiện là phải có đó. Chứ đâu ấy, tại mình lên mạng là mình làm lâu lắm. Chứ đâu phải ngày bữa đâu, ví dụ như hết cái câu chuyện này còn câu chuyện khác mình làm nữa mà. Dạ. Chứ đâu phải nào mình lừa được mọi người đâu. Đúng rồi. Bởi vậy nên thôi chị Nay cũng nói ít làm nhiều, nó là gọi như là sao ta, sống ở đời thì nó cũng có nhân quả hết. Chị nói là sự thật thì nhân quả mà quả báo nhãn tiền nó trả ngay trước mắt luôn đó, ngay vợ chồng nó giờ trả luôn. Bây giờ những cái cặp nhưng mà bên phía bộ ba Tam Sơn rồi thằng Thám Tử rồi tụi nó cũng phải trả giá đắt thôi, với những cái việc mà tụi nó lên vu khống mà nói có thành không, nó bịa đặt nó dựng chuyện, thì thật sự là tụi nó cũng phải lãnh những cái hậu quả mà chính mà tự miệng nó nói ra mà. Đúng rồi. Nói chung là muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên, đúng không? Dạ. Mình hại người ta không được đó, nhưng mà mình sẽ nhận lại cái quả báo, đúng không? Sau này có người khác hại mình hoặc là ngay bây giờ thì mình sẽ trả giá luôn. Dạ. Đó thì vậy thôi, đâu có thể nào bây giờ cái tính giáo cái niệm được. Sự thật thì chỉ có một thôi. Mà chị Nay cũng đã nói rồi, nó nói là người hại thì không chết, mà trời hại thì mới sợ đó. Chị nói đúng mà, chính xác mà, đúng không anh? Chứ còn bây giờ thì tụi nó đó, người ta gọi là nhân quả nhãn tiền đó, thì cũng là những cái lời cảnh báo cho tụi nó, rồi lại cái cách sống của mình, những cái phát ngôn, những cái hành động, cái động thái của mình đó, đừng cái vụ lên vu khống bị đặt rồi hại người, hại Hồng Loan, hại chị Ni. Đó là những cái điều mà mấy anh em tụi mình muốn gửi gắm đến tụi nó. Thì cái bản tin buổi sáng hôm nay của mấy anh em tụi mình ở đây cũng xin tạm dừng nha. Rất là cảm ơn cô chú bác đã quan tâm theo dõi, và một lần nữa xin cảm ơn Minh Nguyên rất là nhiều. Xin chúc anh thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp anh ở các video tiếp theo. Rồi, chào mọi người ha. Chào anh ạ. Dạ.